Kính chào quý vị, đây là chương trình thời sự tối thứ năm ngày 3 tháng 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2018. Giao lưu hữu nghị nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia. Bà Rịa Vũng Tàu chăm lo cho gia đình chính sách, người có công. Dự án khu dân cư số 1 Tây Nam, nhiều khách hàng không đồng tình với phương án rút vốn. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc thúc đẩy phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Mỹ lạc quan về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên. An toàn hàng không trong năm 2018. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự. Tại điểm cầu Bà Rịa Vũng Tàu, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện các sở, ban ngành, các chi cục, đơn vị trực thuộc của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham dự hội nghị. Năm 2018, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức như tiêu thụ nông sản phải cạnh tranh với nhiều quốc gia, tình hình dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp vẫn ở quy mô nhỏ lẻ phân tán, nhưng ngành nông nghiệp phát triển nông thôn cả nước đã hoàn thành và vượt 5/5 chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 40 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,6% so với năm 2017. Tại Bà Rịa Vũng Tàu năm 2018, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn đạt mức tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản hơn 35.700 tỷ đồng, tăng 8,6% so với năm 2017. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 8,5%, giá trị sản xuất thủy sản tăng 8,6%, giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng 11,8%. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 27 xã đạt 19/19 tiêu chí, 20 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 7 xã đạt 19/19 tiêu chí. Năm 2019, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Với mục tiêu đưa tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 19.400 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2018. Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội Trung ương năm 2018. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc đồng chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho rằng bối cảnh năm 2019 sẽ đặt ra những thách thức mới trong quá trình phát triển. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần nỗ lực để xây dựng lòng tin, sự gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tích cực góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của nhân dân. Năm 2018, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội đã chỉ đạo hệ thống tổ chức từ cấp trung ương đến cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận, nhất là kết luận số 62 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên, bồi dưỡng cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị xã hội đã thực hiện tốt chức năng đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân, người lao động, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Giao lưu hữu nghị nhân kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia 7 tháng 1 năm 1979, 7 tháng 1 năm 2019 vừa được Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức. Đến dự có ông Nguyễn Văn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổng biên tập báo Bà Rịa Vũng Tàu, ông Im Hen, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh và khoảng 150 đại biểu là cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên thành phố Vũng Tàu, các sinh viên Campuchia đang học tập tại trường Trung cấp Biên phòng 2. Cách đây 40 năm, ngày 7 tháng 1 năm 1979, với sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, quân đội Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia đã lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, cứu Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, đưa đất nước Campuchia bước vào kỷ nguyên mới độc lập, hòa bình và tự do. Tại buổi giao lưu nhân kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia, ông Im Han, Tổng lãnh sự Vương quốc Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh, tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Đảng, chính phủ, cựu chuyên gia và chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, hy sinh xương máu giúp nhân dân Tổ quốc Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.
người dân Campuchia mãi ghi nhớ ý nghĩa to lớn của chiến thắng này, không ngừng vun đắp tình đoàn kết keo sơn và mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam Campuchia. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ký thỏa thuận hợp tác với tiểu khu quân sự Prek Vihear, quân khu 4, quân đội hoàng gia Campuchia. Về kinh tế, tỉnh có hai dự án đầu tư tại Campuchia. Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp cùng các sở, ngành để nghe Sở Xây dựng báo cáo đề xuất xin giãn tiến độ thực hiện dự án khu nhà ở của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị, gọi tắt là UDES, tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ và xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa. Dự án này được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 với diện tích hơn 18.200 m². Khu đất dự kiến thực hiện dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho công ty UDES theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất. Theo báo cáo của Sở Xây dựng tại cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự án khu nhà ở của công ty UDES đến nay đã cơ bản hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư như thỏa thuận địa điểm, lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định về phòng cháy chữa cháy, thi công san lấp toàn bộ mặt bằng, xây dựng kè đá học bao quanh khu đất dự án. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ thực hiện dự án bị chậm so với kế hoạch do hạ tầng kỹ thuật chưa kết nối vào khu đất dự án. Để tiếp tục triển khai dự án, công ty UDES kiến nghị được giãn tiến độ thực hiện và ký quỹ đầu tư theo quy định. Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự họp, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giao Sở Xây dựng phối hợp các sở ngành liên quan thực hiện các thủ tục thu hồi đất thực hiện dự án, sau đó giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh quản lý, đồng thời cập nhật lại quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất để chuyển đổi khu đất nêu trên thành đất ở. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Xây dựng thành lập đoàn kiểm kê tài sản, xác định giá trị các hạng mục công ty đã thực hiện, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án bồi thường phù hợp. Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bà Rịa Vũng Tàu đã huy động mọi nguồn lực để chăm lo chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng và thân nhân của họ. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của gia đình chính sách, người có công với cách mạng từng bước được cải thiện, nâng cao. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang quản lý hơn 36.500 hồ sơ người có công với cách mạng, trong đó có gần 7.790 người có công và thân nhân được hưởng ưu đãi hàng tháng. Công tác giải quyết chế độ chính sách cho người có công trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất. Hiện nay, toàn tỉnh có 34 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống và đều được các cơ quan, doanh nghiệp địa phương nhận phụng dưỡng suốt đời. Hàng ngàn gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo được ưu tiên chăm sóc, hỗ trợ. Điển hình là chương trình hỗ trợ cải thiện nhà ở, vay vốn, giải quyết việc làm, cấp thẻ bảo hiểm y tế, trợ cấp ưu đãi học sinh sinh viên, hỗ trợ 100% tiền học nghề cho con thương binh, liệt sĩ, bộ đội xuất ngũ. Ngoài việc bảo đảm chế độ trợ cấp thường xuyên từ ngân sách trung ương, hàng năm, ngân sách tỉnh còn dành khoảng 30 tỷ đồng để chăm lo cho đối tượng chính sách. 99,45% gia đình chính sách tại Bà Rịa Vũng Tàu đang có mức sống từ trung bình trở lên. Sau 3 năm triển khai thực hiện công tác giảm nghèo tiếp cận theo hướng đa chiều, từ hơn 21.400 hộ nghèo, cận nghèo vào năm 2016, đến nay toàn tỉnh chỉ còn 8.301 hộ nghèo, cận nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống chỉ còn 3,03% số dân, vượt 144% kế hoạch được giao. Có được kết quả này là nhờ sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành và cả cộng đồng trong việc tạo cơ hội thuận lợi để người nghèo tự vươn lên thoát nghèo bền vững. Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội, việc nâng mức chuẩn nghèo, cận nghèo, đồng thời triển khai đầy đủ các chính sách giảm nghèo tại các địa phương đã góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng mức sống của người nghèo gần hơn với mức sống của người dân trên cùng địa bàn cư trú. Để thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo đến năm 2020 còn dưới 1,5% so với tổng số hộ dân, tỉnh đã ban hành chính sách mở rộng về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn. Từ năm 2016 đến 2018, toàn tỉnh có gần 33.900 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi hộ nghèo với số tiền hơn 890 tỷ đồng. Gần 40.200 lượt học sinh con hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Vận động đóng góp gần 40 tỷ đồng vào quỹ vì người nghèo tỉnh, xây mới sửa chữa 767 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo, hỗ trợ tiền điện cho gần 38.200 lượt hộ nghèo, trợ cấp Tết cho hơn 25.400 hộ. Từ nay đến hết năm 2020, Bà Rịa Vũng Tàu phấn đấu giải quyết vay vốn phát triển sản xuất cho khoảng 14.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong vòng 3 năm. Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo về giáo dục, vay vốn, tiền điện, nhà ở, kết nối và vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ về nhà ở, đường giao thông, nước sinh hoạt nông thôn, các công trình văn hóa, phúc lợi công cộng cho người nghèo.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức, Đất Đỏ, Xuyên Mộc và Công ty Điện lực trách nhiệm hữu hạn BOT Phú Mỹ 3 tổ chức lễ bàn giao 8 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn. 8 hộ được trao tặng nhà dịp này có 3 hộ ở xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, 1 hộ ở xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, 1 hộ tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ và 3 hộ ở huyện Xuyên Mộc. Các căn nhà đại đoàn kết có diện tích từ 44 đến 120 mét vuông, được xây kiên cố bằng tường gạch, mái tôn, nền lát gạch bông. Giá trị xây dựng mỗi căn nhà từ 60 đến 105 triệu đồng, bao gồm tiền phân bổ 60 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo do Công ty Điện lực trách nhiệm hữu hạn BOT Phú Mỹ 3 tài trợ và chi phí góp thêm của mỗi gia đình. Tại lễ bàn giao nhà, chính quyền địa phương đã tặng các hộ một số vật dụng phục vụ sinh hoạt. Căn nhà cũ của mình là đó, mình làm nhà bằng gỗ cũng tạm bỡ thôi, dột nát cũng khó khăn đó. Mình cũng cảm ơn là các nhà tài trợ với chính quyền địa phương ở đây là để hỗ trợ cho mình được cái nhà là mình cũng vui dữ lắm rồi. Năm 2018, thông qua nguồn quỹ vì người nghèo của mặt trận các cấp, Công ty Điện lực trách nhiệm hữu hạn BOT Phú Mỹ 3 tài trợ xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết trị giá 600 triệu đồng cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Công ty NS Blue Corp Việt Nam và đại lý ủy quyền nhãn hàng Tôn Giác tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức trao nhà cho một gia đình hoàn cảnh khó khăn tại ấp Phước Tân 2, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa. Đây là căn nhà đầu tiên nằm trong chương trình Mảnh ghép yêu thương được công ty triển khai trên phạm vi cả nước trong năm 2019. Ngôi nhà thép Jax được trao tặng cho gia đình hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa, có diện tích 32 mét vuông, sử dụng hệ thanh kèo, mái và vách tường từ thép mạ hợp kim cao cấp của BlueScope Jax. Với công nghệ Úc của BlueScope Jax cho phép xây dựng ngôi nhà chỉ trong vòng 2 đến 3 ngày mà vẫn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về an toàn xây dựng, kỹ thuật và tiện nghi cho cuộc sống gia đình. Thời gian xây dựng nhanh chóng, đơn giản trong lắp đặt, tuân thủ theo tiêu chuẩn tải trọng Việt Nam TCVN 2327 và phù hợp vận tốc gió của từng địa phương. Chương trình Mảnh ghép yêu thương nó là một trong những cái chương trình về trách nhiệm xã hội của công ty BlueScope tài trợ những cái căn nhà Jax cho các cái hộ nghèo, cùng với sự hợp tác chung tay góp sức của tất cả những cái đại lý ủy quyền Tôn Giác của chúng tôi và những cái nhà thầu dân dụng tại địa phương trong năm 2019. Chương trình Mảnh ghép yêu thương của công ty NS BlueScope Việt Nam được thực hiện tại 12 tỉnh thành cả nước với 50 căn nhà ở năm 2019. Trong số này, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được trao tặng 8 căn. Mời quý vị theo dõi một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành quyết định 2570 quy định về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2019 với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư 11 năm 2013, Thông tư 32 năm 2014, Thông tư 25 năm 2016. Theo các thông tư, mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng đối với dư nợ của các khoản cho vay này trong năm 2019 là 5% một năm, không thay đổi so với năm 2018. Quyết định 2570 của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 và thay thế quyết định số 2735 ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về mức lãi suất của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2018 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11, Thông tư số 32 và Thông tư số 25. Theo quy định của Thông tư số 11, các loại hình nhà ở được phép tham gia gói vay hỗ trợ mua nhà sẽ là nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 mét vuông và giá bán dưới 15 triệu đồng mỗi mét vuông theo quy định của Bộ Xây dựng. Đối với khách hàng cá nhân, để được hưởng mức lãi suất vay này phải có hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội hoặc hợp đồng thuê mua nhà ở thương mại với chủ đầu tư có dự án căn hộ nhỏ hơn 70 mét vuông, giá bán dưới 15 triệu đồng mỗi mét vuông. Còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhưng hiện nay giá một số mặt hàng tiêu dùng đã nhích dần. Dự báo vào dịp Tết Nguyên đán giá sẽ còn tăng, có thể lên từ 10 đến 15%. Hiện nay các siêu thị, cửa hàng tự chọn, tiểu thương, các chợ truyền thống đều đã xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Các siêu thị, cửa hàng tự chọn, tiểu thương ở các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã dự trữ các mặt hàng thiết yếu với gần 44.500 tấn lương thực, hơn 28.000 tấn thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản,
hơn 12.600 tấn rau, hoa quả các loại. Nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa, không để xảy ra tình trạng khan hàng sốt giá, Sở Công Thương đã chỉ đạo Phòng Quản lý Thương mại chủ trì phối hợp Cục Quản lý Thị trường theo dõi đánh giá cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn quản lý dịp cuối năm. Tổ chức các hoạt động kết nối tiêu thụ giữa các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến đóng gói thực phẩm đủ điều kiện an toàn thực phẩm với các cơ sở kinh doanh phân phối thực phẩm sạch, tạo nguồn hàng phục vụ Tết. Trong dịp này, Ban Quản lý tại các chợ, Cục Quản lý Thị trường tỉnh cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát về nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác hàng hóa, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ, trung tâm mua sắm trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm chất lượng hàng hóa. Thưa quý vị, nắng tốt dưa, mưa tốt lúa là kinh nghiệm truyền đời của nông dân Việt Nam khi sản xuất nông nghiệp. Và với vụ dưa Tết năm nay, rõ ràng là thời tiết đã phụ lòng người. Dưa Tết phải hứng chịu những cơn mưa sụt sùi do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số 1. Thêm không khí lạnh tràn về khiến nông dân trồng dưa hấu Tết như ngồi trên đống lửa. Ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên thời sự. Từ cuối tháng 10 âm lịch, gia đình ông Bùi Văn Lẹ ở xã An Ngãi, huyện Đông Điền và nhiều nông dân trên địa bàn huyện đồng loạt xuống giống vụ dưa hấu Tết. Năm nay gia đình ông Lẹ xuống giống hơn 1,5 hectare dưa hấu tròn, giống bì đen. Lúc mới xuống giống trời mưa nên dưa phát triển chậm. 10 ngày trở lại đây trời âm u sương mù, thậm chí mưa kéo dài khiến dưa hấu càng không thể đậu trái. Với thời tiết này, khả năng vụ dưa Tết năm nay thất thu nặng. Ảnh hưởng nếu mà nói thiệt hại, nếu mà trời mà không mưa mà thẳng luôn là kêu mà anh em thu trắng luôn, nông dân thu trắng luôn, không có lấy được cái gì luôn. Bị gì trong thời điểm lúc đầu mình xuống là đã bị mưa rồi, bắt đầu tới thời tiết đang lấy nụ mà không mưa nữa thì giờ các anh nông dân nào có giỏi cơ nào cũng phải bó tay thôi. Nhưng mà bị mấy cái mưa nó thui, nó lần lần mà chưa chắc cái nụ này nó đậu nữa để mình hưởng nữa. Đó, bởi vì cái thời tiết của mình làm nó khó khăn khổ. Gia đình chị Nguyễn Thị Mận ở xã Đá Bạc, huyện Châu Đức cũng đứng ngồi không yên bởi 8 sào dưa hấu Tết đang có dấu hiệu cháy lá, xoăn đầu do ảnh hưởng của mưa gió. Đến thời điểm này, 40% ruộng dưa nhà chị Mận bị hư hỏng. Từ lúc xuống giống đến nay, chị Mận đã bỏ ra hơn 16 triệu đồng để bón phân, xịt thuốc cho dưa. Mà sau cái âm u đây mà thời tiết sáng sủa thì cũng được. Mình có hy vọng gì giá cả không ạ? Thì cũng không biết nữa, tại vì hiện tại giờ là dưa đang đụng trên dưa Gia Lai rồi, cũng rẻ lắm. Mà không biết tới Tết thì sao? Năm 2018, toàn tỉnh có khoảng 350 hectare trồng dưa hấu Tết. Thế nhưng năm nay diện tích vụ dưa Tết giảm chỉ còn phân nửa. Một phần do nguồn nước thủy lợi dồi dào, nông dân sản xuất lúa quanh năm, nên đất trồng dưa hấu bị thu hẹp. Phần do liên tục những năm gần đây, thời tiết thất thường nên nông dân không mặn mà để trồng dưa Tết. Bình quân 1 hectare cho sản lượng khoảng 20 tấn dưa. Với giá mùa Tết dao động từ 8.000 đến 10.000 đồng một ký, mỗi hecta nông dân có lãi trên 70 triệu đồng. Tuy nhiên, thời tiết năm nay diễn biến thất thường, dưa Tết hư hỏng nhiều nên sản lượng dự báo sụt giảm từ 30 đến 40%. Thị trường dưa Tết vì thế có thể hút hàng, giá cao hơn dịp Tết năm ngoái. Thưa quý vị, trong những chương trình thời sự ở năm 2018, nhóm phóng viên thời sự đã phản ánh về tình hình dự án khu dân cư số 1 Tây Nam thuộc xã An Ngãi và thị trấn Long Điền, huyện Long Điền. Công ty cổ phần phát triển nhà ô cấp sau khi nhận tiền mua đất nền dự án của hàng trăm khách hàng dưới hình thức góp vốn và làm xong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tức sổ đỏ, thay vì giao cho khách hàng, lại mang số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này đi thế chấp ngân hàng để vay tiền. Nợ xấu lên đến gần 130 tỷ đồng. Ngân hàng buộc phải phát mãi số sổ thế chấp. Một số cá nhân, doanh nghiệp sau khi hợp tác mua lại số sổ này đã thao túng dự án, rao bán tràn lan, khiến cho tình hình an ninh trật tự tại khu vực dự án trở nên phức tạp. Chủ đầu tư và nhóm khách hàng mới đưa ra phương án cho khách hàng cũ rút vốn không tính lãi đối với những nền đất họ đã góp vốn. Một bộ phận khách hàng đồng tình đã chấp nhận rút vốn. Không ít khách hàng còn lại không đồng tình với phương án rút vốn. Thế nhưng chưa giải quyết các vướng mắc và chưa có sự đồng thuận của các khách hàng, chủ đầu tư và các khách hàng mới vẫn rao bán chồng lấn các đất nền, khiến cho tình hình càng phức tạp hơn. Hiện nay, tại dự án khu dân cư số 1 Tây Nam, hàng trăm khách hàng góp vốn không đồng tình với phương án rút vốn do công ty cổ phần phát triển nhà ô cấp đưa ra, bởi họ đã đóng góp từ 90 đến 100% giá trị các nền đất theo hợp đồng, trong khi hiện giá đất lên cao. Với số vốn góp ban đầu cách đây hơn 10 năm, khách hàng nếu nhận lại nguyên vốn cũng không thể mua lại nền đất mới để xây nhà, ổn định cuộc sống. Và tính đến nay là
hơn 10 năm rồi, 11 năm rồi. Đấy. Là và năm nào thì cũng 2 đến 3 lần tôi ra gặp trực tiếp công ty để hỏi về vấn đề giấy tờ, thủ tục của cái những cái đất đã mua, nhưng mà công ty đều thất hứa, hứa hẹn hết. Thì rõ ràng những người dân hiện nay họ đầu tư rất là lâu rồi nhưng họ không được nhận quyền lợi như là nhà đầu tư cam kết. Trong khi chưa được sự thống nhất của khách hàng, thì chủ đầu tư vẫn hợp tác với các cá nhân tổ chức mới, mua lại sổ đỏ từ các ngân hàng phát mãi để thao túng dự án rao bán tràn lan. Điều này đồng nghĩa với việc có những nền đất được bán chồng chéo cho nhiều người. Chính vì thế đã có những vụ xung đột xảy ra, khiến cho tình hình an ninh trật tự tại khu vực dự án phức tạp càng trở nên phức tạp. Và đến bây giờ đã có hiện tượng ấy là mua chồng lẫn lên đất của mọi người dân đã mua cách đây chục năm. Những nhà đầu tư đang tìm đến cái dự án này để biết được bản chất của vấn đề, để rồi những nhà đầu tư mới đó, những người mà sắp sửa có ý định đến để tìm hiểu để mua, không phải là những nạn nhân kế tiếp như chúng tôi. Nhiều khách hàng cho rằng chủ đầu tư đã làm sai ngay từ đầu. Thay vì giao sổ đỏ cho khách hàng thì lại tự ý cầm sổ đỏ thế chấp ngân hàng mà không có ý kiến của những khách hàng đã góp vốn. Sau khi không còn khả năng trả nợ ngân hàng, chủ đầu tư cũng không tổ chức gặp gỡ, thông tin bằng cách tháo gỡ với khách hàng, mà lại bắt tay với một số doanh nghiệp cá nhân, tạo điều kiện cho họ thừa nước đục thả câu, thâu tóm dự án, kinh doanh trên chính nền đất đã có chủ. Là kiến nghị trong lúc thời gian mà các cơ quan ban ngành đang tiến hành xác minh sự việc thì tạm ngưng cái dự án này, không cho giao dịch và xây dựng gì cả trên cái dự án này. Hàng trăm khách hàng đã có đơn gửi đến các cơ quan chức năng cầu cứu, chưa nhận được phản hồi từ ngành chức năng địa phương. Nhưng hiện nay, vẫn có những đơn vị cá nhân tổ chức cho rất nhiều đoàn khách đến khu dự án để giới thiệu mua bán. Và việc san lấp mặt bằng, thi công hạ tầng tại đây vẫn tiếp tục diễn ra. Thưa quý vị, theo tìm hiểu của phóng viên thời sự, vụ việc tại dự án dân cư số 1 Tây Nam huyện Long Điền đã được cơ quan cảnh sát điều tra chuyển hồ sơ sang phòng cảnh sát kinh tế, công an tỉnh để tiếp tục làm rõ nội dung tố cáo của các khách hàng góp vốn đối với công ty cổ phần phát triển nhà ô cấp, trong khi chờ kết luận của cơ quan chức năng và trong thời điểm dự án đang xảy ra tranh chấp. Thiết nghĩ chính quyền địa phương cần có động thái quyết liệt ngăn chặn mọi hành vi san lấp, giao dịch đất đai tại dự án này, làm rõ những sai phạm tại dự án cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân đã góp vốn hàng chục năm nay tại dự án dân cư số 1 Tây Nam. Ngành chức năng cũng cần tiến hành thanh tra toàn diện để có hướng xử lý phù hợp với quy định pháp luật. Vụ việc sẽ được phóng viên thời sự tiếp tục cập nhật và chuyển đến quý vị trong các bản tin tiếp theo. Quý vị vừa theo dõi những thông tin, sự kiện thời sự nổi bật trong nước và trong tỉnh. Tiếp theo chương trình là phần tin thế giới. Những diễn biến mới nhất liên quan tình hình bán đảo Triều Tiên sẽ mở đầu bản tin thế giới tối nay. Thưa quý vị, Trung Quốc vừa bày tỏ hy vọng Triều Tiên và Mỹ sẽ tôn trọng và hiểu được những lo ngại của nhau để đạt tiến bộ trong quá trình phi hạt nhân hóa và xây dựng một cơ chế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên trong năm mới. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa cho biết, trong năm vừa qua, các thay đổi quan trọng và tích cực đã diễn ra trên bán đảo Triều Tiên, đưa vấn đề trở lại lộ trình đối thoại và đàm phán. Quan hệ liên Triều cũng đã được cải thiện toàn diện. Trung Quốc khuyến khích và ủng hộ Triều Tiên và Mỹ tiến hành các cuộc đàm phán tiếp theo và hy vọng sẽ đạt kết quả tích cực, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò trong tiến trình này. Tổng thống Mỹ ông Donald Trump cho biết sẽ tổ chức một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong-un trong một tương lai không xa. Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã nhận được một lá thư tốt đẹp từ ông Kim Jong-un, đồng thời bày tỏ hy vọng hai bên sẽ sớm gặp nhau. Tổng thống Trump cũng khẳng định ông chưa bao giờ nhấn mạnh đến tốc độ phi hạt nhân hóa của Triều Tiên. Trước đó, cũng trong ngày 2 tháng 1, Tổng thống Trump tuyên bố đang mong chờ cuộc gặp thứ hai với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không sản xuất và thử vũ khí hạt nhân hay trao vũ khí cho bên khác, cũng như sẵn sàng gặp ông bất cứ lúc nào. Chuyển sang khu vực khác. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Nga vừa cho biết nước này đã cho phép Washington tiếp cận lãnh sự với Boniland, công dân Mỹ bị bắt tại Nga do bị nghi làm gián điệp. Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, Nga đã cho phép phía Mỹ tiếp cận lãnh sự với công dân Mỹ Paul Whelan,
công dân Mỹ bị cơ quan an ninh liên bang Nga FSB bắt giữ hôm 28 tháng 12 vì bị tình nghi hoạt động gián điệp tại Moscow. Cùng ngày 2 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ ông Mike Pompeo cho biết nước này đang yêu cầu Nga trao trả ngay lập tức ông Paul Whelan, một tín thủy đánh bộ Mỹ đã về hưu, bị Moscow bắt giữ do cáo buộc thực hiện hành động do thám. Còn tại Pháp, cảnh sát nước này vừa bắt giam một thủ lĩnh của phe áo vàng với cáo buộc tổ chức biểu tình ở trung tâm thủ đô Paris mà không xin phép. Người đàn ông mang tên Eric Roth đã bị bắt khi đang đi đến đại lộ Champs-Élysées để tụ tập cùng nhóm người biểu tình gần khải hoàn môn Pháp. Hồi tháng trước, Roth đã lần đầu bị bắt với cáo buộc sở hữu vũ khí cấm loại D và dự kiến sẽ phải hầu tòa vào ngày 5 tháng 1 tới. Các cuộc biểu tình áo vàng bắt đầu từ trung tuần vào tháng 11 nhằm phản đối kế hoạch tăng giá nhiên liệu. Song sau đó, nhanh chóng bùng phát thành một làn sóng bạo loạn phản đối chương trình kinh tế của Tổng thống Macron vào mỗi cuối tuần. Liên tục bản tin là những thông tin khác. Theo thống kê của Tổ chức Mạng lưới An toàn Hàng không, gọi tắt là ASN, trong năm 2018, có tổng cộng 556 người thiệt mạng trong 15 vụ tai nạn máy bay toàn cầu, tăng hơn 12 lần về số nạn nhân so với thống kê năm 2017. Theo ASN, các vụ tai nạn do mất kiểm soát vẫn là nguyên nhân chính dẫn đến ít nhất 10 trong số 25 vụ tai nạn nghiêm trọng nhất trong vòng 5 năm vừa qua. ASN, một tổ chức phi lợi nhuận đặt trụ sở tại La Hay, Hà Lan và là thành viên của Quỹ An toàn bay quốc tế. Trong những bữa tiệc đặc biệt là tiệc đầu năm mới, các đồ uống có cồn là lựa chọn phổ biến để ăn mừng. Tuy nhiên, với những người dân Qatar, sau bữa tiệc đón năm mới 2019 vừa qua, họ sẽ phải cân nhắc kỹ hơn mỗi khi muốn mở tiệc ăn mừng bởi quốc gia này đã quyết định nâng thuế rượu bia lên 100%. Bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm mới 2019, mức thuế 100% đối với thức uống có cồn sẽ chính thức có hiệu lực. Người tiêu dùng giờ đây sẽ phải trả 304 rial Qatar cho một chai rượu gin và một két bia 24 lon sẽ có giá 394 rial. So với giá cũ, mức giá hiện nay đã tăng gấp đôi chỉ sau một đêm. Người dân tỉnh Ibaraki, phía bắc Tokyo, Nhật Bản, tổ chức lễ hội mừng năm mới độc đáo bằng việc rước kiệu hình ngôi đền đi ra biển. Khoảng 150 người đã tập trung tại thành phố Takahashi và khiêng trên vai hai chiếc kiệu hình ngôi đền, tiếng Nhật gọi là Mikoshi, một chiếc nặng khoảng 150 kg, chiếc còn lại nặng 300 kg. Họ diễu hành dọc theo con đường hướng về phía biển, cách đền chính khoảng 1 km. Vào lúc bình minh, đoàn người đã lội xuống biển lạnh giá. Nghi lễ này được tổ chức nhằm cầu hạnh phúc và may mắn vào năm mới. Một người khiêng kiệu khoảng 20 tuổi cho biết nước biển rất lạnh, nhưng cũng nói thêm rằng anh đã khiêng kiệu với tinh thần tích cực. Anh nghĩ rằng năm 2019 sẽ là một năm tốt đẹp. Phi thuyền New Horizons của NASA vừa gửi về hình ảnh cận cảnh đầu tiên của Ultima Thule, cục đá có hình dạng của người tuyết nằm cách trái đất 6,4 tỷ km trên rìa của hệ mặt trời. Những hình ảnh cho thấy một vật thể màu đỏ sẫm dài 33,7 km và rộng 16 km quay trên trục quay nó khoảng mỗi 15 giờ một vòng. Hình ảnh có màu của Ultima Thule được chụp vào ngày đầu năm mới từ khoảng cách gần 29.000 km, 30 phút trước khi tàu thăm dò tới điểm gần nhất với tảng đá vũ trụ. Hình dạng kỳ lạ của Ultima Thule được cho là xuất hiện khi các hạt bụi và băng xoáy kết lại trong thời kỳ đầu của hệ mặt trời và cuối cùng dẫn đến hai khối đá lớn va chạm và gắn vào nhau. Màu đỏ sẫm của phần lớn bề mặt được cho là do ảnh hưởng của bức xạ không gian lên lớp băng trên bề mặt. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 3 tháng 1 năm 2019. Tin bão gần bờ, cơn bão số 1. Lúc 13 giờ chiều nay, bão số 1 cách mũi Cà Mau 240 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120 km tính từ tâm bão. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Nam Vịnh Thái Lan và vùng biển phía nam Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Sóng biển cao từ 2 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Vùng biển các tỉnh từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, bao gồm huyện đảo Côn Đảo, và vùng biển các tỉnh từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả huyện đảo Phú Quốc và đảo Thổ Chu, có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 3 tháng 1,
khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 kết hợp với trường gió đông bắc nên có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực ven biển có gió mạnh cấp 4, cấp 5. Ngày mai trời nhiều mây và có nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, độ ẩm từ 65 đến 90%. Khu vực huyện Côn Đảo trời nhiều mây, đêm nay và ngày mai có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, giật trên cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, độ ẩm từ 65 đến 95%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo trời nhiều mây, có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy, tầm nhìn giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, biển động. Tại Vũng Tàu ngày 4 tháng 1 năm 2019, mực nước cao nhất 410 cm xuất hiện lúc 0 giờ 0 phút, thấp nhất 150 cm xuất hiện lúc 7 giờ 0 phút. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay tiếp theo sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.